Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức thời sự tổng hợp VN24 giờ. Quý vị thân mến, đất nước Trung Quốc được người Việt Nam ví như là một cái ao tù. Dù đất nước Trung Quốc quá rộng, lưng bờ biển quá dài, nhưng nếu muốn đi ra bên ngoài thế giới thì phải phụ thuộc bởi các nước khác. Tổng số 14 quốc gia bao quanh Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Vâng, 13 quốc gia kia không có đường biển, chỉ có Việt Nam là có đường biển chung với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc muốn ra ngoài thì phải đi qua hải phận của Việt Nam. Bởi vậy mà Trung Quốc tích tối muốn chiếm trọn Việt Nam để giải phóng đường đi cho mình. Chúng ta cứ thử hình dung, mình có một nhà mà bị bịt kín xung quanh. Khi muốn đi ra ngoài đường thì phải đi nhờ qua lối mòn của người hàng xóm. Như vậy có tức không? Phải nói rằng Trung Quốc bị ức chế vô cùng nên hàng nghìn năm nay luôn xâm lược Việt Nam để mở riêng cho mình một lối đi. Tuy nhiên, người Việt Nam quá là ngang bướng, dùng câu ngang bướng cũng không đúng đắn cho lắm, bởi nếu Trung Quốc tử tế đàng hoàng thì chẳng có chuyện gì. Nhưng nay Trung Quốc đe dọa, mà Trung Quốc tấn công đủ các kiểu âm mưu, thủ đoạn nên người Việt Nam không chấp nhận làm thân trâu ngựa. Vì điều này, chiến tranh giữa hai nước xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Sự tĩnh lặng bình yên chỉ là nhất thời mà thôi. Quý vị thân mến, việc kiểm soát Biển Đông có nghĩa là Trung Quốc có khả năng cắt bỏ hệ thống trật tự thế giới dựa trên các quy tắc, từ chối tuân thủ các quy tắc chuẩn mực đẩy người bảo vệ trật tự thế giới là Mỹ ra khỏi Thái Bình Dương, làm suy yếu hoặc phá hủy các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương, khiến uy tín của Mỹ bị nghi ngờ ở phạm vi khu vực cũng như quốc tế và phát huy cơ sở hạ tầng an ninh ở Đông Nam Á. Tác động của chính sách của Trung Quốc trên Biển Đông, một số người tiếp tục cho rằng hành vi của Trung Quốc là đang tìm kiếm an ninh cũng như các quốc gia khác nhằm để tối thiểu hóa tổn thương, gây hấn. Việc kiểm soát trên Biển Đông có thể cho phép Bắc Kinh bảo vệ tốt hơn khả năng tiếp cận của mình đối với các nguồn năng lượng, cả về mặt vận tải và dầu khí, để có một sự tiếp cận lớn hơn đến nghề cá, để làm cho bất cứ sự phong tỏa nào của Mỹ trở nên khó khăn hơn, để cung cấp chiều sâu chiến lược và để cung cấp một pháo đài bảo vệ cho tàu ngầm hạt nhân tấn công SSBN của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi tìm kiếm an ninh, các hành vi của Bắc Kinh cũng không tuân thủ các quy tắc của trật tự thế giới, tự do trong việc tìm kiếm an ninh. Theo khía cạnh này, Trung Quốc đang phủ nhận an ninh của các nước khác. Tuy nhiên, hành vi của Trung Quốc phủ nhận sự tiếp cận của các nước yêu sách đến Biển Đông, sự tiếp cận được duy trì bởi các quy tắc tự do hàng hải và quy tắc của luật biển. Hành vi của Trung Quốc tạo ra sự dọa dẫm đối với các nước láng giềng của mình và cố gắng loại bỏ lực lượng duy trì ổn định chính của khu vực này chính là Mỹ. Nếu thành công, Trung Quốc có thể có khả năng phát huy sức mạnh ra đến Thái Bình Dương và thách thức các nước nghĩa vụ hiệp ước của Mỹ. Rất khó để coi hành vi này như một sự nỗ lực tìm kiếm an ninh, và ngay cả nó coi như là như vậy, tác động của hành vi này vẫn là thay đổi nguyên trạng. Liệu Trung Quốc có ý định ủng hộ trật tự thế giới tự do hay không? Tác động của việc đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến nền tảng của trật tự đó. Bằng việc xóa bỏ báo quyền đã mang lại an ninh quốc tế cần thiết hơn 70 năm qua và đã trả giá không tương xứng. Nếu không có Mỹ cũng có hệ thống này một cách đáng tin cậy, nếu không có Mỹ trả giá cần thiết, các nước khác có thể lâm vào các cuộc chạy đua vũ trang, các tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt an ninh và các chính sách kinh tế bần cùng hóa của người láng giềng đặc trưng cho quan hệ quốc tế. Quý vị thân mến, đã 10 năm qua, khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền điều hành đất nước Trung Quốc, đã có hàng trăm cuộc ám sát nhằm vào ông ta bởi những chính sách triệt hạ đối thủ. Quý vị thân mến, vào buổi sáng ngày 28 tháng 8, một vụ nổ liên hoàn đã xảy ra trên đảo Vành Khăn ngoài Biển Đông. Vụ nổ này bắt nguồn từ một kho vũ khí trên đảo đá, sau đó lan tỏa đến khu để 4 chiếc máy bay quân sự và những dàn radar phá sóng. Ngay sau tiếng nổ lớn, doanh trại lính Trung Quốc trên đá Vành Khăn đã ra chữa cháy đến tận 2 giờ chiều, đám cháy mới được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, có 16 lính Trung Quốc thiệt mạng trong vụ nổ, một kho vũ khí, 4 máy bay quân sự và nhiều dàn radar phá sóng bị hủy hoại. Một cuộc điều tra trên đá Vành Khăn được tiến hành do đại tá Hải quân Lý Khai chỉ huy. Trước đó, ông Thẩm Kim Long đã có cuộc điện đàm cho viên đại tá này, yêu cầu phải điều tra nguyên nhân phát nổ. Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ điều tra, Hải quân Trung Quốc cũng tìm ra nguyên nhân vụ nổ này. Theo một nguồn tin từ Hải quân Việt Nam, một người lính Trung Quốc có tên là Đỗ Đức đã cố tình cho nổ kho vũ khí. Anh ta cũng gài thuốc nổ vào khu vực 4 chiếc máy bay và những dàn radar kể trên. Nguồn tin này nói rằng Đỗ Đức vốn là một thủy thủ tàu ngầm, tuy nhiên anh ta bị đưa lên đảo đá Vành Khăn sau nhiều lần than thở với cấp trên rằng tàu ngầm có âm thanh lạ gây ra triệu chứng ở mỗi người lính hải quân sau nhiều ngày đi trên biển. Anh ta khẳng định mỗi chuyến đi thực tập đều cảm nhận rõ tác hại của tàu ngầm đối với sức khỏe của anh ta.
anh ta cũng yêu cầu được chuyển công tác, nếu không sẽ chết mất. Vì vấn đề này anh ta được đưa lên đá vành khăn. Tuy nhiên khi lên đảo, anh ta vẫn cảm thấy như bị điên loạn bởi những tác hại do những người lênh đênh dưới lòng biển khơi. Cuối cùng, anh ta lựa chọn cái chết của mình để cảnh báo cho lính Trung Quốc biết các loại vũ khí của Trung Quốc là đồ dở, rất nguy hại cho tính mạng của con người. Anh ta đã quay lại một đoạn video nói lên điều này và hứa sẽ cho nổ tung kho vũ khí trên đảo cùng các loại máy bay hoặc các loại vũ khí khác. Anh ta đã chết cùng 15 người lính khác trong vụ nổ kho vũ khí trên đá Vành Khăn và để lại video này. Chính quyền Trung Quốc nghiêm cấm phát tán video này rộng rãi. Người lính nào trái lệnh sẽ bị tội tử hình. Xoay quanh tình hình vụ việc Liên minh Việt Triều Nga hợp sức ra Biển Đông khiến Trung Quốc tháo dỡ hết căn cứ rút về bỏ hoang các đảo. Theo hãng tin Reuters cho biết, tình hình trên Biển Đông vô cùng căng thẳng, căng như dây đàn khi Trung Quốc liên tục xâm chiếm một quần đảo và ba mỏ dầu khí sát với quần đảo Phú Lâm. Đây là vùng lãnh thổ đang có tranh chấp. Và để thực hiện trót lọt âm mưu thủ đoạn trên, chức quyền của lão già Tập Cận Bình hôm qua đã cho điều 3 giàn khoan mang tên HQ01, 02 và 03. Đi theo hộ tống giàn khoan là một giàn tàu chiến cỡ lớn mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường cùng 6 máy bay Su-35 và J-15 thám thính, trong đó chưa kể đến 5.000 binh lính của Bắc Kinh đi theo đằng sau. Mục đích của phía Trung Quốc là đánh nhanh thắng nhanh để lập trận địa mới trên Biển Đông, chống lại cả thế giới, trong đó có cả Mỹ, Nga và Triều Tiên. Đứng trước tình cảnh cấp bách nguy hiểm trên, Hải quân Không quân Quốc đội của Nga dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Nga Putin, mặc dù đang rất bận rộn với cuộc chiến tại Ukraine, nhưng vì có ông Kim Jong-un tham gia, nên ông Putin cũng đã ngay lập tức lập ra một trận địa siêu khủng mang tên Đài Băng Đỏ, sát cửa ngõ quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc để ngăn chặn Bắc Kinh, đồng thời bảo vệ Việt Nam. Và những diễn biến tiếp theo của tình hình chiến sự ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin lần sau. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, các quan chức diều hâu trong chính phủ của Trung Quốc đang mất ăn mất ngủ và lo sợ một điều tồi tệ sắp xảy ra với Bắc Kinh. Tình hình con đập lớn nhất của Trung Quốc cũng như là con đập lớn nhất thế giới được cho là tử huyệt của chính quyền ông Tập Cận Bình đang bị đe dọa. Nó sẽ phá hủy và bị đánh sập nếu như con đập này bị tên lửa bắn phá. Khi nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi toàn bộ 3/4 diện tích, bao gồm cả người và các công trình khác của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Lúc đó bản đồ của thế giới sẽ không có tên đất nước của Trung Quốc nữa. Chính quyền ông Tập Cận Bình cũng sẽ bị xóa sổ trên hệ thống chính trị của thế giới. Quý vị thân mến, một cuộc hải chiến đã diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 8 ngay tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo nguồn tin từ Hải quân Việt Nam từ quần đảo Hoàng Sa báo về cho biết, 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc bất ngờ tiến vào quần đảo Hoàng Sa từ sáng sớm và nổ súng vào 2 tàu tuần duyên Việt Nam khi 2 con tàu này đang làm công tác tuần tra trên biển. Ngay từ loạt đạn đầu, 2 chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đã bị thương trên bong tàu, máu ướt đẫm sàn tàu. Ngay sau đó, 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc tiếp tục áp sát và quệt phun vòi rồng làm 2 con tàu Việt Nam chờ đảo. Vì số lượng tàu ít hơn và nhỏ hơn nhiều lần tàu Trung Quốc, nên tàu Việt Nam chỉ biết bám trụ để tránh những cú đâm thục mạng của tàu Trung Quốc. Trong khi tàu Việt Nam gọi viện binh chi viện thì 2 con tàu khác của Trung Quốc đã có mặt tăng thêm sức mạnh. Các với mọi khi, tàu Trung Quốc không thông báo hoặc ra lời cảnh báo mà chủ động tấn công liên tiếp, nên các chiến sĩ của Việt Nam bắt buộc phải lui vào khoang tàu suốt 1 giờ chống đỡ, với 6 tàu hải cảnh và 2 tàu Việt Nam đều bị thương bởi những cú va đập mạnh. Trong lúc thập tử nhất sinh thì bỗng đâu hàng loạt quả rocket từ trên không bắn xuống, ngay lập tức 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc hừng hực bốc cháy và không lâu sau đó chúng nó bị chìm xuống biển khơi. 4 chiếc máy bay F-35 của Triều Tiên vẫn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu và nã tên lửa xuống mặt biển, nhưng có vẻ như máy bay của Triều Tiên không có tình bắn cháy cả 6 con tàu của Trung Quốc, nên cho chúng chạy thoát về phía đảo đã chết thầm. Nửa tiếng đồng hồ sau, máy bay và tàu cảnh sát biển của Việt Nam cũng đến chi viện. 5 chiến sĩ hải quân Việt Nam bị thương được đưa lên máy bay trực thăng về đất liền để chữa trị. Máy bay của Triều Tiên cũng rút lui khi 4 con tàu của Trung Quốc đã mất dạng. Theo nguồn tin trên, 4 chiếc máy bay của Triều Tiên đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu của bà Kim Cho Trong. Khi đó, những chiếc máy bay này đang ở trên tàu sân bay cách đảo Hoàng Sa khoảng 40 hải lý đã cất cánh chi viện cho tàu Việt Nam. Đây là động thái lần thứ 5 kể từ khi bà Kim Cho Trong đến Biển Đông. Trong khi phía hải quân Trung Quốc được lệnh tấn công tàu bè của Việt Nam để giăn mặt vì Việt Nam không chỉ bắt tay với Mỹ mà bây giờ còn dám cả gan bắt tay với cả Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị ngay khi chúng tôi có được những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.